Tướng Nguyễn Mixit xin kính chào quý phụ huynh và các bạn. Thì hôm nay Tướng Nguyễn Mixit sẽ làm một chuỗi series dành cho những cái đàn keyboard, dành cho những bé mới bước đầu vào học đàn. Như những trăn trở của các phụ huynh á, thì là khi mà mới ban đầu bé tập đàn thì mình đầu tư những cái sản phẩm nào thì nó sẽ hợp lý hơn, và giá tiền nó như thế nào, chức năng nó như thế nào là ok với những bé mới bắt đầu học. Thì hôm nay thì Tướng Nguyễn Music sẽ làm một chuỗi series giới thiệu những sản phẩm dành riêng cho những bé mới bắt đầu vào học keyboard. Nếu Việt Nam mình người ta thường gọi đó là organ đấy các bạn. Thì chuỗi series này là gồm rất nhiều sản phẩm. Thì mình sẽ bỏ vào một cái thư mục riêng. Nếu các quý phụ huynh và các bạn nào có quan tâm với những sản phẩm này thì các mình cần click vô cái thư mục đó, là mình sẽ sổ rất nhiều cái video mà Tướng Nguyễn Music đã làm và giới thiệu cho quý phụ huynh và các bạn, để quý phụ huynh và các bạn có thể tham khảo một cách khách quan nhất, để mình lựa chọn ra một cái sản phẩm nào đó để mình mua cho con em mình, để hỗ trợ cho con em mình học tập tốt hơn. Rồi bây giờ thì Tú Nghĩa mới sẽ mời quý vị và các bạn và phụ huynh xem cái model đầu tiên mà Tú Nghĩa mới muốn giới thiệu và truyền đạt đến những thông tin cơ bản của cái đàn này cho quý phụ huynh và các bạn cùng tham khảo. Thì dòng sản phẩm đầu tiên trong chuỗi series này mà Tú Nghĩa mới muốn giới thiệu cho các bạn đó là dòng của Casio CTK 2500. Thì về cơ bản CTK 2500 là một cái keyboard đầy đủ những chức năng để cho các bé tập ban đầu. Nó sẽ không quá cầu kỳ với những chức năng phức tạp làm cho bé cảm thấy gối khi cái bé tập. Và cũng như quý vị và các bạn cũng đã thấy ở đây, keyboard CTK 2500 nó có hai màu chủ đạo trong những cái phím, đó là màu vàng và màu đen. Màu vàng ở đây là dãy số để cho các bé ban đầu, khi những bé nhỏ chúng ta chưa có quen cách hiệu chỉnh, thì những cái màu này rất thích hợp và rất là bổ trợ cho các bé sau này bé tập. Cái màu này là để chỉnh những chức năng như tiếng, điệu, son, băng, để cho các bé nhớ cái màu vàng là màu chỉnh những cái chức năng đó. Còn những màu đen là những màu chỉnh những chức năng khác. Đây là dãy số, còn màu vàng này lấp lánh lên là để cho mục đích để cho những bé có thể kiểm tra được mình chơi ở đâu và mình chỉnh những cái gì. Về đầu tiên, cái điều trước tiên đó là chúng ta phải bật nguồn lên, bật nguồn, cái nguồn nằm dưới cái chữ Casio luôn. Chúng ta bật rất là tiện dụng, chúng ta cần nhấn một lần, không cần giữ tất cứ cái gì hết. Tiếp đến, đây là dùng chức năng cơ bản của một cái keyboard. Nó có intro, nó có fill và nó có ending. Stop, startup, chuẩn bị bắt đầu và có accord để bỏ âm. Đây là chức năng cơ bản mà tất cả bé nào khi học keyboard đều cũng biết những chức năng này. Thì Casio đã gom tất cả những cái phím chức năng về một khu như thế này để cho bé có thể hiệu chỉnh một cách đầy đủ hơn và nhanh thao tác nhanh hơn, nhưng có cảm giác là không làm cho các bé gọi là gối khát thao tác. Đây là màn hình của Casio CTK 2500. Màn hình ở đây nằm ở trên đây là những cái để cho bé biết đây là chúng ta đang sử dụng cái tiếng gì. Đấy, ở trên đây nó sẽ có hai nút, một nằm trên đó là cái tiếng, còn ở dưới là cái điệu, chỗ có hình chấm để cho các bé nhìn và các bé biết được mình đang chơi cái gì và đang sử dụng cái tiếng nào và những cái điệu nào. Ở đây Casio để một cái phím nhỏ ở đây để cho các bé biết là các bé đang chơi ở cái tông nào. Ở đây là phá pha, đây là phá son, để dành đây là tay trái, còn đây là tay phải, để cho các bé nhìn được, các bé thấy được mình đang chơi ở những cái nốt nào. Đây là nhóm chức năng hiệu chỉnh. Và đây là những khu số để hiệu chỉnh chức năng ở bên đây. Thì để cho bé có thể hiệu chỉnh những cái tiếng thì bé chỉ cần bấm vào son. Đấy, nó sẽ nhảy ra. Đây là những cái tone, những cái tone tức là những cái tiếng. Ở đây Casio sẽ tích hợp mình sẵn 400 tiếng các bạn. Có 400 tiếng. Ở đây là riff. Riff, khi chúng ta bấm riff thì ở đây nó sẽ nhảy xuống cái chỗ là cái trống dưới đây. Thì nó sẽ làm những cái điệu. Riff ở đây Casio cho mình 100 riff nha các bạn. Còn son băng. Son băng là những bài hát có sẵn, bé chỉ cần click vô và bấm play là nó sẽ chạy. Son băng ở đây tức là những cái bài hát có sẵn, Casio tích hợp cho mình sẵn 60 son băng. Thì để hiệu chỉnh được cái tiếng của son băng thì chúng ta chỉ cần bấm vào son băng và chúng ta bấm vào play. Chúng ta muốn tắt thì chúng ta chỉ bấm vào son start. Thì ví dụ như các bạn muốn cho bé học cái bài này đi, bài Swiftly này này, thì mình chỉ cần bấm vào son băng và chúng ta bấm một cái chức năng nữa là Listen Live. Đây là chức năng tự học, chức năng phím đàn sẽ tự học cho mình. Đây là một chức năng rất 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 là hay của Casio mà nó tích sẵn vào đây dành cho những bé nhỏ, thì bé học rất là ok luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ thử son băng cái bài này và bấm Listen Live. Đấy, ở đây các bạn nghe, one tức là nó sẽ
đưa những cái ngón tay mình, ngón này là ngón 1, 2, 3, 4, 5. 1 tức là nó đang ở nốt đồ. À, các bạn có thấy không? Đồ thì bé biết đó là 1 là ngón đồ, ngón đồ là ngón cái. Thì chúng ta sẽ đặt tay lên ngón cái đồ. Đó. 1, 4. 4 là, 4 là pha này. Thì pha nó sẽ là ngón, ngón áp úp. 4, 5, 3. Thì đó các bạn thấy, đây là chức năng tự học mà Casio tích vô cái cây Certica 2500 này, rất là bổ ích cho những bé nào mà ban đầu mà mới học cây bo thì cái này thì các bé rất là thích, thì các bé có thể chơi nhạc. Đó là chức năng đầu tiên. Thì chức năng tiếp theo mình sẽ hướng cho các bạn đó là chức năng Dance Music mà Casio đã sẵn trong đây. Ở trong đây Casio Certica 2500 nó tích cho mình 50 bài Dance Music, bao gồm EDM, House và Hip Hop, gồm có 50 bài. Thì ở đây các bạn thấy đây là chữ Dance Music. Đây, các bạn nhìn đây, Dance Music. Thì ở đây nó tất cả đây là những cái phím mà hiệu chỉnh và chức năng của cái Dance Music này. Nếu mình muốn sử dụng cái chức năng Dance Music này thì chỉ cần bấm vào chữ Dance Music ở trên đây. À, chức năng Dance Music này á, nó có mục đích để sản xuất ra nhằm kích thích bé sáng tạo âm nhạc. Đấy, cái CTK 2.5 này rất là lợi hại. À, thứ tiên là nó đã có chức năng tự học Lesson Live, bây giờ nó có chức năng Dance Music. Đấy, bây giờ mình sẽ thử chức năng Dance Music cho các bạn cảm nhận được. Chức năng này rất là bổ trợ cho bé, gọi là có những sáng tạo trong âm nhạc. À, kích thích não bé rất là phát triển nha bạn. Bây giờ mình sẽ thử nha, Dance Music. Bây giờ mình sẽ bắt cho nó phát. Khu vực này là drum, tức là bộ trống, bass, những cái tiếng như sting. Đây là những effect. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn nghe nhé. Mình sẽ đổi trống này. Thấy không? Nó đã đổi trống rồi. Cái này nếu mà cho các bé tập thì có cái người thích. Còn nếu mình không thích bài này thì mình thích bài khác, mình chỉ cần bấm cộng trừ lên thôi. Cộng trừ nó nằm ở bên đây. Đây các bạn đã thấy nó nhảy lên nè, nhảy lên các điệu khác này, mình chỉ cần bật. Bây giờ mình sẽ đổi drum. Bây giờ mình sẽ đổi drum bên đây, mình bấm nốt đi. Đây là những effect nha. Đấy, đấy là chức năng Dance Music của cây CTK 2500. Đây, chức năng này rất là bổ trợ cho bé, kích thích bé rất là thích học. Tức là cái chức năng để dành cho vọc vạch, để cho bé chơi. Và bây giờ chúng ta sẽ thêm một chức năng nâng cao, đó là chức năng kết nối với những cái điện thoại smartphone. Thì cây Casio CTK 2500 này nó có chức năng đó. Nó kết nối thông qua một hai cái đầu 3.5 ly, đó là chức năng APP. APP là một chức năng kết nối với app của Android. Đó là một ứng dụng mà Casio viết ra, nó có tên là Jabra Play Piano. Thì chúng ta kết nối với đầu 3.5 ly của điện thoại và 3.5 ly của đàn ở phía sau. Thì khi ta kết nối thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta rất là nhiều bài ở trong Jabra Play Piano. Thì nó sẽ giúp cho bé có thể gọi là kích thích bé nhiều hơn với chức năng gọi là Lesson Live để học trên đàn, và chức năng Dance Music để các bé vọc vạch và phát triển não. Còn bây giờ nó thêm một chức năng APP. Thì như các bạn đã thấy thì với cái công nghệ hiện đại như bây giờ á, thì là bé rất thích khám phá. Bây giờ chúng ta có thêm một cái smartphone để cho các bé không, bây giờ bé không chơi game mà các bé tập đàn. Đấy, chức năng rất là hại. Thì ở phía sau này nó sẽ có một cái đầu 3.5 ly để cho mình kết nối với cái cây CTK 2.5. Thì các bạn, khi các bạn mà mua sản phẩm ở Tuấn Nguyễn hoặc Vietnam Music Go Yep thì mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối với cái phần mềm APP cho Jabra Play Piano của Casio. Còn bây giờ mình sẽ giới thiệu tổng quan lại cái sản phẩm CTK 2.5 dành cho những bé từ 3 đến 9 tuổi. Thì đầu tiên ở trên đây đó là một cụm, nó ghi rất là nhiều những cái số để cho các bé biết là mình sẽ hiệu chỉnh ở cái phần đó nằm ở chỗ nào. Phần khu này là dành cho những cái khu mà chúng ta tác động vô những cái riff
thì nó sẽ nằm bên khu này. Còn khu này để chúng ta hiệu chỉnh tiếng, song băng và tất cả những cái thứ khác. Còn khu này là cái khu tự học. Đây là tempo, tempo tức là độ nhanh chậm khi bé học là bé có cả metronome luôn nha các bạn. Đây, metronome máy đếm nhịp. Đấy, cái đó là cũng khá là quan trọng đấy. Thêm một phần nữa, đây là dạng phím piano, piano dạng hộp. Và nó không có chức năng gọi là cảm ứng của bàn phím, tức là độ nhạy của bàn phím, độ mạnh nhẹ ấy, thì nó sẽ không có. Đối với những bé 3 tuổi thì cái đó mình không cần, tại vì những bé nhỏ sẽ không thích những cái phím gọi là dạng như là sắc thái âm thanh, nên là Casio sẽ không thích những cái thì Casio sẽ không thích cái ứng dụng đó vào trong đây. Khi chúng ta quýnh mạnh nhẹ thì nó chỉ có một cái tiếng thôi, đó là để cho bé thích. Khi bé đụng nhẹ nó cũng kêu lớn, nhằm kích thích cho bé gọi là không cần phải tác động cái mức độ mặn nhẹ. Chỉ bé quýnh cỡ nào nó cũng ra một cái âm như vậy, để cho bé có thể lắng nghe và tập một cách ok hơn. Đây là những cổng kết nối bên ngoài vào của cái CTK 2.5. Đầu tiên đó là output. Cái này các bạn có thể đưa cái outline qua những cái dàn karaoke, hoặc là khi mà ban đêm bé muốn tập, các bạn chỉ cần ghim cái tai nghe vào đây để cho bé tập, tự một mình bé tập. Đây là nguồn, nguồn DC 9.5V. Thì đây là cái cổng kết nối với app APB cho đa play piano của Casio. Đây là cái xuất thanh của pedal. Khi chúng ta cho bé học piano thì chúng ta ghim vào đây. Đấy, nó có hỗ trợ tất cả cho mình. Thì đó là chức năng của cái CTK 2.5. Đấy, các bạn có thấy với cái CTK 2.5 này, nó rất nhiều chức năng để cho bé học và bé tự học. Và khi đó, trong khi đó nó có thể kết nối với cái điện thoại, smartphone của mình nữa. Chưa hết đâu, bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một phần nữa. Phần tiếp theo mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là pin của cái CTK 2.5 này, nó sẽ sử dụng pin. Như các bạn đã thấy đây, CTK đã kích hoạt sẵn pin trong này. Theo tiêu chí của Casio đó là với những bé từ 3 đến 9 tuổi, hạn chế không nên dùng những nguồn điện trực tiếp từ AC như 220-110V thì rất là nguy hiểm với bé. Thì Casio sẽ tích trong đây một cái khu vực để chúng ta bỏ pin. Pin này các bạn có thể dùng là pin 2A với 6 cục nha. Đây là 6 cục pin 2A dạng tiểu. Thì chúng ta ghim 6 cục này chúng ta có thể chơi, nếu mà chúng ta mới chơi maximum thì nó trong vòng 4 tiếng. Thì mình khuyên các quý phụ huynh, mình nên khi mà chúng ta không có ở nhà, chúng ta nên cắt cục adapter đi và cho con em mình và bỏ pin vào đây cho con em mình sử dụng thì nó rất là an toàn. Đó, Casio nó đã suy nghĩ đến những cái trường hợp và gọi là không mong muốn xảy ra. Ngoài ra thì cái pin này nè, thì các bạn có thể đem đi dã ngoại, đem theo cho con mình chơi bất cứ ở nơi đâu, dù ở nơi đâu không có điện cũng gì nữa, chúng ta chỉ cần bỏ pin vào chúng ta chơi. Đó là một cái điều mình đánh giá Casio rất là ok cái CTK 2.5 này. Thì cái Casio CTK 2.5, Tư Nguyễn Music đã gửi đến các bạn những chức năng cơ bản cần thiết nhất của một cái cây organ để cho bé tập từ 3 đến 9 tuổi. Thì với những chức năng đó, cái giá thành nó như thế nào? Thì giá của sản phẩm CTK 2.5, giá bây giờ nó dao động từ 3.5 triệu đến 3.8 triệu. Thì với cái giá như vậy thì rất nhiều chức năng để cho con em, quý phụ huynh và các bạn có thể luyện tập và phát triển, nâng cao cái kỹ năng mà ban đầu mình học đàn hơn. Thì đó là sản phẩm đầu tiên mà Tư Nguyễn Music gửi đến quý phụ huynh. Và cái clip sau thì mình sẽ làm một cái cây có model thấp hơn một tí nữa, đó là dòng Casio CTK 1.5. Thì mình quên thông báo với các bạn một điều, đó là CTK 2.5 này được sản xuất cuối 2017 và được Tư Nguyễn Music và Viettel Music Group bảo hành cho các bạn 2 năm. Cảm ơn quý phụ huynh và các bạn đã quan tâm xem cái video clip của Tuấn Nguyễn giới thiệu về những sản phẩm dành cho những bé nhỏ về organ. Thì chúc các bạn và quý phụ huynh tìm lựa chọn ra một dòng sản phẩm thích hợp cho bé tập ban đầu để mình học nhạc. Cảm ơn quý phụ huynh và các bạn rất nhiều.